Vào đêm 5 tháng 8 sẽ diễn ra lễ khai mạc lễ hội cầu ngư năm 2023. Phần lễ chính diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 8. Trước đó sẽ diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn của phần hội với các gian hàng thương mại, ẩm thực và văn hóa văn nghệ xuyên suốt từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 8 tháng 8. Hứa hẹn đây sẽ là điểm đến thu hút du khách đến với thành phố biển Phan Thiết. Đoạn đường trơn trắc khu vực cảng cá Phan Thiết sẽ là không gian chung diễn ra các hoạt động của phần hội. Sẽ có 180 gian hàng, bao gồm khu ẩm thực, món ăn đặc trưng Phan Thiết, khu sản phẩm lưu niệm thủ công mỹ nghệ, khu sản phẩm hàng hóa phục vụ ngư dân và người tiêu dùng. Trong cái hội chợ ẩm thực triển lãm này thì điều đặc biệt đó là có những cái gian hàng là sẽ là trưng bày tuyên truyền đến bà con về cái chủ quyền biển đảo của Tổ quốc cũng như là cái gắn với lại cái ẩm thực của vùng miền biển. Năm nay lễ hội cầu ngư được thành phố Phan Thiết tổ chức quy mô đặc biệt, phần lễ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 8 với các nghi lễ truyền thống như lễ tại dinh Vạn Thủy Tú, lễ rước lệnh ông Sanh từ Hòn Lao vào cửa Cồn Chà đến cầu Dục Thanh và hai bên tuyến đường dọc sông Cà Ti, lễ phóng đăng tại sông Cà Ti. Ban tổ chức đã thành lập 6 tiểu ban phân công nhiệm vụ cụ thể, đảm bảo thực hiện theo tập tục truyền thống. Nói chung là đến thời điểm này là công tác chuẩn bị đã được lên kế hoạch cũng như là các phương án. Rồi việc đảm bảo vệ sinh môi trường thì hiện nay thì ban tổ chức cũng đã làm việc với các cơ quan liên quan để mà lại đảm bảo cái vệ sinh cũng như là cái thu gom rác thải để làm sao đảm bảo cho cái lễ hội nó văn minh. Cầu ngư là lễ hội truyền thống, phản ánh đặc trưng của tín ngưỡng nghiệp ngư, nét đẹp văn hóa, thể hiện khát vọng chính đáng của ngư dân Phan Thiết Bình Thuận, cầu mong bình an và được mùa. Lễ hội cầu ngư được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2019. Với sự chuẩn bị kỹ càng, chu đáo cùng những nét đặc sắc vốn có, lễ hội cầu ngư 2023 sẽ góp phần thu hút du khách đến Phan Thiết nghỉ dưỡng, tham quan, tìm hiểu các giá trị văn hóa.